Rồi, xin chào anh em. Thì hôm nay bên em sẽ lên một cái video mới, clip số 12 nha anh em. Thì gồm những cái sản phẩm trên video. Đó, anh em có thể nhìn sơ qua. Cái này là cái bộ cái vòi 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 nước đó anh em, cái quan như bằng cái quan. Đó. Cà lê, bộ khẩu. Cái bếp. Cho đi gừng, một lát. Cảo, ba lô. Ipo bật lửa nha. Đó. Là cái bào hàng của anh Victor, kiềm chết tục giác nha nè. Anh em nào quan tâm sản phẩm nào cứ qua phần bên kênh YouTube thì anh em sẽ thêm được xem được từng chi tiết, từng giá sản phẩm nha anh em. Rồi, xin chào anh em.